Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Bị sảy thai, tôi vừa khóc vừa nói câu này với mẹ chồng, khiến bà tức tưởi bỏ về quê giữa trời nắng. Nhìn bà thất thiểu ra bến xe, tôi vừa thương vừa giận. Đó là những lời tâm sự của một chị gái gửi đến chương trình. Và bây giờ, Ta Sa xin được phép đến với nội dung chi tiết của câu chuyện này. Cưới nhau 6 tháng thì tôi có bầu. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi có tinh hai vạch, nhất là chồng tôi. Anh ấy chăm vợ bầu lắm, con mới được vài tuần tuổi. Dù bận bịu bù đầu với công việc, nhưng anh đã mua rất nhiều đồ chơi đẹp cho con. Thế nhưng khi tôi mang thai được 15 tuần, thì biến cố ập đến. Tôi chẳng có thể giữ được cái thai, mặc dù đi lại rất cẩn thận, không đụng chạm vào đâu. Nhưng dường như tôi bị sảy thai rất tự nhiên, ông trời không cho tôi cơ duyên được làm mẹ đứa bé này. Ngày lên bàn thực hiện phẫu thuật, lòng tôi đau như cắt. Những nỗi đau đớn khi thực hiện phẫu thuật sảy thai thật sự không đau đớn bằng nỗi đau tinh thần tôi đang chịu. Bố mẹ chồng tôi ở quê biết được chuyện con dâu bị sảy thai, cũng thường xuyên gọi điện thoại động viên. Mẹ chồng tôi còn bỏ cả công việc từ quê ra thành phố chăm sóc tôi cả tháng trời sau biến cố ấy. Phải mất một thời gian dài tôi mới lấy lại được tinh thần. Chồng tôi cũng thường xuyên động viên vợ: em đừng quá lo lắng và đau lòng, coi như con không có duyên với chúng ta. Vợ chồng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác để làm bố mẹ. Hơn một năm sau ngày bị sảy thai, tôi lại may mắn cấn bầu. Lần này rút kinh nghiệm, tôi đi thăm khám rất đầy đủ. Bác sĩ thăm khám thai cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Điều này khiến tôi rất yên tâm. Đã vậy, tôi cũng xin nghỉ làm không lương để ở nhà tịnh dưỡng. Khi thai vừa qua được mốc 15 tuần đầy ám ảnh, thì mẹ chồng tôi từ quê ra chăm sóc con dâu. Bà bảo không yên tâm khi hàng ngày con dâu bầu bì phải ở nhà một mình. Bà muốn ra chăm sóc con dâu để đảm bảo suốt thai kỳ con cháu bà được khỏe mạnh nhất. Phải nói từ ngày mẹ chồng ra, được mẹ chồng chăm sóc hàng ngày, tôi nhàn nhã lắm. Đã vậy, bà lại nấu ăn rất ngon, thay đổi món liên tục để tôi vẫn giữ dáng và dinh dưỡng thì vào con. Bà cho tôi ăn nhiều loại rau củ quả, thịt cá với ăn nhiều bữa phụ trong ngày. Ngày nào bà cũng bắt tôi uống nước ép hoa quả nên thai kỳ rất khỏe mạnh. Hơn một tuần sau đó, hôm ấy là thai vừa tròn 20 tuần tuổi thì tôi bị đau co thắt vùng chậu, chảy máu rất nhiều. Mẹ chồng vội vàng gọi taxi đưa con dâu nhập viện thì bác sĩ bảo tôi đã bị sảy thai, phải làm phẫu thuật vì không giữ lại con bên mình được nữa. Bác sĩ cũng nói chưa xác định được nguyên nhân sảy thai là do đâu. Có thể do sảy thai tự nhiên, chứ không phải là do ăn uống trong thai kỳ. Mặc dù bác sĩ đã nói như vậy, nhưng từ hôm bị sảy thai về, chẳng hiểu sao tôi nhìn mẹ chồng với thái độ khác hẳn. Bà thì thương con dâu lắm, cứ bắt tôi ăn uống để lấy lại sức. Mẹ chồng tôi nói, người ta bảo một lần sảy bằng ba lần đẻ, thế nên con phải ăn uống vào để lấy lại sức, đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến tinh thần. Tôi vẫn biết là mẹ quan tâm nên mới nói như thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vừa khóc vừa thét lên với bà. Đang yên đang lành, chẳng hiểu sao con lại bị sảy thai như thế này. Con đã tìm hiểu bao nguyên nhân rồi mà vẫn không tìm ra. Hay là do mẹ lên đây cho con ăn uống quá mức nên mới bị như thế này? Mẹ chồng nghe những gì tôi nói xong liền tái xanh mặt. Bà vào phòng thu dọn vali để khăn gói về quê. Bà khóc nức nở. Mẹ chồng tôi nói, được rồi, vậy vợ chồng con tự mà chăm sóc nhau đi nhé. Tất cả đều do bà già này gây ra hết. Nói rồi, mẹ chồng tôi xách vali gọi taxi bỏ về quê giữa trưa nắng gắt, bỏ mặc con dâu đang khóc. Nhìn bà tức tưởi như vậy, tôi vừa thương mà cũng vừa giận. Tôi biết là không nên nói những lời làm tổn thương mẹ chồng như thế, nhưng tôi đau lòng quá mọi người ạ. Biết bao giờ tôi mới có thể được làm mẹ đây?
Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những chia sẻ cũng như có những lời khuyên dành cho chị gái trong câu chuyện, thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào và hẹn gặp lại.